Ngày 18 tháng 10, Bộ Y tế công bố cả nước có 3.159 ca trong nước và 1.136 bệnh nhân xuất viện. Tính từ 17 giờ ngày 17 tháng 10 đến 17 giờ ngày 18 tháng 10, ghi nhận 3.168 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 3.159 ca ghi nhận trong nước, giảm 16 ca so với ngày trước đó tại 45 tỉnh, thành phố. Cả nước có 1.261 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 968, Bình Dương 439, Đồng Nai 393, Sóc Trăng 174, An Giang 109, Kiên Giang 99, Tiền Giang 94, Cà Mau 77, Long An 68, Đồng Tháp 61, Phú Thọ 58, Bạc Liêu 48, Đắk Lắk 46, Quảng Nam 45, Thanh Hóa 42, Gia Lai 40, Trà Vinh 33, Khánh Hòa 31, Hậu Giang 28, Bình Thuận 28, Cần Thơ 27, Nghệ An 25, Nam Định 22, Kon Tum 20, Hà Nam 20, Quảng Ngãi 19, Tây Ninh 18, Bình Định 15, Quảng Bình 15, Vĩnh Long 14, Thừa Thiên Huế 12, Bến Tre 9, Bình Phước 9, Bà Rịa, Vũng Tàu 8, Quảng Trị 8, Phú Yên 6, Ninh Thuận 6, Tuyên Quang 6, Hà Nội 6, Đắk Nông 4, Bắc Ninh 4, Thái Bình 3, Ninh Bình 1, Hà Giang 1. Kể từ đợt dịch thứ tư đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 862.531 ca, trong đó có 790.163 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.136. Tổng số ca được điều trị khỏi là 792.980. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.543 ca. Trong ngày ghi nhận 75 ca tử vong, tại Thành phố Hồ Chí Minh 51, Bình Dương 14, Đồng Nai 3, Sóc Trăng 1, Lâm Đồng 1, Cà Mau 1, Đà Nẵng 1, Tây Ninh 1, Tiền Giang 1, An Giang 1. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.269 ca.